mobile thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm mà chắc hẳn sẽ không ít những bạn sẽ rất thích, đó là chiếc máy in hình. Với cái loại sản phẩm này, Ánh nghĩ sẽ không quá xa lạ với các bạn nữa. Và cái máy Ánh giới thiệu hôm nay nó có tên là HP Rocket Plus. Bây giờ Ánh sẽ tiến hành mở hộp cho các bạn cùng xem nha. Đây, ở bên trong thì nó bao gồm chúng ta một cái hướng dẫn sử dụng, một cái tem và cái thiết kế đơn giản của chiếc máy. Rồi, và sau khi mở hộp thì các bạn cũng thấy là bên trong nó bao gồm một nhân vật chính chúng ta và đi kèm là một cái sợi dây sạc thiết bị và một số cái phụ kiện khác như là cái phần giấy in hình và kèm theo là một số cái tem hướng dẫn chúng ta có sử dụng và cái bảo hành của chiếc máy này. Và các bạn thấy là về thiết kế của nó thì nó có cái kích thước khoảng xem với chiếc XS Max của Ánh thôi, thì nó cũng không quá là quá to và nó tương tự như một chiếc sạc dự phòng chúng ta có thể để ở trong túi chúng ta và tách đi bất kỳ đâu, rất là tiện. Và nó có một màu thiết kế là một màu trắng và bên ngoài nó được làm từ nhựa. Thì cái phần bằng nhựa này thì Ánh thấy là nó cũng khá là sạch sẽ và chống trầy xước và cảm nhận rất là tốt. Và bên trước nó thì nó có để cái thương hiệu HP và cái mã hàng của nó là Rocket Plus. Thì bên cạnh của nó có trang bị chúng ta một cái nút nguồn và kế bên là một cái giao diện micro USB để chúng ta sạc thiết bị vào. Tiếp tục là một cái đèn tín hiệu để chúng ta biết là máy đã sạc đầy pin hay chưa. Và phía dưới này thì nó cũng có trang bị một cái đèn nữa. Thì Ánh nghĩ cái đèn này là đèn báo hiệu ở bên trong nó có giấy in hình hay không. Và cái thiết kế khá là đơn giản. Và để mở thì chúng ta cần trượt nhẹ lên như thế này. Chúng ta mở nắp và chúng ta bỏ giấy in hình vào trong. Thì giấy in hình mà nhà sản xuất để trang bị chúng ta mỗi cái hộp như thế này thì sẽ có 10 tấm giấy in hình. Và phía sau tấm giấy in hình có một cái lớp keo dán như thế này. Thì sau khi chúng ta in thì chúng ta có thể tháo cái phần nhãn keo này ra và dán bất kỳ đâu chúng ta muốn. Và cách để keo vào thì khi mà mở ra thì nó sẽ có một cái tờ giấy màu đỏ như thế này. Và nó sẽ hướng dẫn chúng ta cách để vào. Và tờ giấy này nó sẽ hướng dẫn chúng ta cách để vào. Đây, chúng ta để cái phần màu đỏ ở phía dưới và chúng ta sẽ in test thử cái miếng màu đỏ ra trước, sau đó mới in hình sau. Bây giờ Ánh sẽ để cái này vào sau ha, tại vì Ánh có in thử một tấm rồi. Đây. Và cái phần giấy in hình này khi chúng ta xài hết đó, chúng ta có thể ra thị trường mà hỏi mua, cũng có bán rất là nhiều trên thị trường các bạn. Nó có cái kích thước là 2.3 x 3.4 inch và cái phần cm thì đó là 5.8 x 8.7 cm. Và sau khi để cái giấy in hình vào và đậy lại thì Ánh thấy khối lượng của cái máy này cũng còn khá là nhẹ ha, nó chỉ khoảng bằng 200g thôi. Và và độ phân giải của hình in ra thì Ánh có đọc thông tin đó là khoảng 313 x 400 dpi. Và cái cơ chế in của nó là cơ chế không mực sinh. Và sau khi in thì cái lớp tự phủ không thấm nước đó chống ẩm, chống thấm nước và nó sẽ giữ cái độ sáng rất là lâu rồi. Giúp cái phần hình của mình giữ được cái màu rất là lâu dài. Và các bạn nên lưu ý là hiện tại chiếc tài bán ở chiếc máy này thì máy có bán riêng và giấy bán riêng. Các bạn có thể mua riêng hai sản phẩm cùng một lúc hoặc là chúng ta chỉ mua máy và chúng ta mua giấy ở bên ngoài, tùy vào các bạn lựa chọn nha. Rồi, và bây giờ Ánh sẽ thử in một vài tấm hình cho các bạn cùng quan sát ha. Thì đầu tiên thì chúng ta phải cần quét mã QR trên cái phần phiếu ở trên cái phần sản phẩm người ta đã cung cấp và chúng ta tải cái phần app về. Rồi, và sau khi quét app thì chúng ta có vào App Store, chúng ta có thể chiếc máy này có thể tương thích được với CH Play, Android hoặc là iOS đều được nha các bạn. Và chúng ta tải cái phần app này về, nó có tên là HP Rocket. Anh có thử test rồi, không phải là rồi, bây giờ anh sẽ tải lại từ đầu với các bạn xem nha. Rồi, và chúng ta đã tải xong, chúng ta mở app lên. Thì sau khi mở app lên thì anh thấy là toàn bộ cái ngôn ngữ của nó là bằng tiếng Thái Lan. Thì anh cũng chưa có thể tìm cách mà có thể cài đặt được. Bây giờ anh sẽ chấp nhận một số yêu cầu của nó, mình cho phép nó sử dụng các cái ví dụ của mình. Sau đó chúng ta chọn hình, anh sẽ mở trong
Sau rồi anh chỉnh chúng ta ngoài cái việc in hình thì trên cái ứng dụng này nó cho phép chúng ta chỉnh sửa nè, độ sáng, chỉnh được màu. Và ngoài ra thì nó còn cho phép chúng ta chèn vào những cái sticker rất là dễ thương. Đây chị sticker như thế này rất là dễ thương. Thầy anh sẽ gắn cho con mèo của anh đeo cái mắt kính. Đó. Này có rất là nhiều sticker cho các bạn lựa chọn. Nó sẽ đợi nó sinh nhật cho bánh mèo của bánh mèo. Xong rồi, bây giờ anh sẽ phát ra và lưu lại những cái hình ảnh thế này. Sau đó anh sẽ bắt đầu in hoa. Anh chỉ cần nhấn mở cái thiết bị này lên, chúng ta nhấn giữ thì cái đèn tín hiệu này nó sẽ phát sáng là nó màu trắng là ở bên trong nó có cái giấy in hình, còn nếu mà nó màu đỏ thì ở bên trong nó không có. Và chúng ta nên mở cái Bluetooth lên và chúng ta kết nối Bluetooth với cái máy này. Và về cái dung lượng pin của chiếc máy này thì anh có tìm hiểu những cái tem cũng như là những cái chuỗi catalog và anh không có thấy cái thông tin về dung lượng pin, nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ sử dụng rất là lâu. Và chúng ta sạc thì nó sẽ có cái đèn tín hiệu màu đỏ ở đây. Rồi anh đã kết nối với cái app này rồi, bây giờ anh sẽ bắt đầu in cho bạn xem ha. Thì khi chúng ta nhấn in á thì cái phần cái chỗ máy in này nó sẽ xuất hiện cái chấm màu xanh. Rồi các bạn thấy là cái phần đèn nó cứ kết nối như thế này. Đó, nó sẽ ra tấm hình. Các bạn thấy là cái phần màu rất là chuẩn. Và cái ưu điểm rất là lớn với chiếc máy ảnh với chiếc máy in ảnh mà lần trước anh review cho các bạn á, thì các chiếc máy ảnh mini, in ảnh mini này nó chỉ in ra một lần thôi, nó không có in qua nhiều lớp giống như chiếc máy ảnh lần trước. Nó in một lần duy nhất và nó sẽ cho ra chúng ta một cái tấm hình như thế này. Và so về màu sắc và độ phân giải thì độ phân giải anh thấy nó vẫn còn giữ nguyên cái tấm hình ha. Còn màu sắc thì có phần hơn trên lệch một tí, thì với một chiếc máy ảnh mini mà cho ra một cái màu như thế này thì anh cũng nghĩ là quá là tuyệt vời rồi. Phía sau này nó cho chúng ta một cái miếng keo dán này. Đây. Chúng ta có thể dán ở bất kỳ đâu. Chúng ta có thể dán ở lên tủ hay là lên ví, lên cặp chúng ta vân 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 vân. Đó. Và ngoài cái phần mà tính năng mà chúng ta có thể điều chỉnh được sticker thì ở đây nó có cho chúng ta thêm cái tính năng chia khung ra thành từng tấm này. Chúng ta có thể ghép như là cái chúng ta hay chơi Instagram các bạn, chúng ta có thể ghép từng tấm chia khung lên thế này. Và chúng ta có thể in ra một phần trong khung cũng được luôn. Đó, rất là tiện. Và ở phía bên ngoài này thì nó sẽ cho chúng ta những cái lịch sử mà chúng ta đã lịch sử của chúng ta đã in hết. Ngoài ra chúng ta còn có thể kết nối được với Instagram và Facebook để chúng ta lấy chụp hình. Đây là lịch sử mà anh đã in tấm hình này. Nó vào lúc mấy giờ luôn. Đây là nó sẽ hiển thị cái dung lượng pin của chiếc máy ngay ở trên điện thoại của mình luôn. Đó, chúng ta có thể kiểm soát được rất là dễ luôn. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem cái phần trải nghiệm của anh thông qua chiếc máy này. Và hiện tại chiếc máy này đang phân phối tại chính tại Mobile, các bạn có thể đến đây để chúng ta trải nghiệm thực tế hơn. Và mọi thông tin chi tiết về chiếc máy in ảnh Mini HP Rocket Plus này thì chúng ta sẽ truy cập vào đường link ở phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã xem hết video rồi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nhớ like, subscribe channel của chúng ta trước khi đi nhé. Bye bye.